Nếu pháp giảng của Phật chỉ là phương tiện để giúp chúng sanh đi đúng đường tu thì sự mầu nhiệm của Bồ Tát Quan Âm cũng chỉ là phương tiện giáo dục thôi hay sao? Hoàn toàn không có sự linh ứng để nguyện cầu sao? Thì cái câu này muốn hỏi là nếu mình nói rằng tất cả pháp của Phật chỉ là phương tiện độ chúng sanh, vậy thì mọi sự linh ứng như thế nào? Thưa đại chúng, nếu ở cái mặt mà gọi là phương tiện thì cái nào cũng là trân trọng hết á. Nhưng mà nếu ở cái mặt nhìn thẩm thấu tất cả mọi sự việc thì cái passport Mỹ mình đang cầm trong tay cũng chỉ là tờ giấy. Nếu nói cho đúng, thí dụ bây giờ mình chết đi là cái passport nó hết giá trị, phải lãnh cái passport khác do thầy Pháp Hòa cấp. Thôi mình còn sống thì mình cầm cái passport, một tờ giấy đó, và nó được mệnh danh là cái passport, cái hộ chiếu của Mỹ, thì mình thấy nó giá trị. Nhưng mà ở giá trị đây là một phương tiện để qua lại giữa giao thông giữa các nước. Nhưng mà thật sự nếu nói cho cùng, nó cũng chỉ là một tờ giấy được đặt trong một cái tên đặc biệt là hộ chiếu nước Mỹ. Ví dụ vậy đó. Cái visa mà quý vị xin đi nước này nước kia, nhiều khi cái visa nó nhăn nhó, nó đâu có đẹp đẽ gì đâu, nhưng mà phải xin cái giấy đó mình mới qua nước người ta được. Nhưng mà nói cho cùng thì nó cũng chỉ là tờ giấy. Cho nên nếu mà nói rằng á, cái nào cũng quan trọng thì cái hột, một hạt cát, một cái hoa nó cũng quan trọng. Còn nếu nói mọi pháp nó bình thường thì không có gì đặc biệt hết. Vậy thì ở đây á, sự linh ứng có, đã là phương tiện mà. Nói giờ cô đau khổ quá, cô bệnh tật nhiều quá, cô niệm Đức Quan Âm đi. Hồi nãy có hai vợ chồng lên thăm Pháp Hòa nè. Hai vợ chồng đăng ký cho thằng boy mới có 1 tuổi đó, hay 6-7 tháng gì đó, nhá kéo. Mà Pháp Hòa đi ngang qua đâu biết, tưởng hai vợ chồng. Pháp Hòa nhá hai vợ chồng mà không nhá thằng nhỏ. Tại mình nghĩ trong bụng, nhỏ này biết gì đâu nhá. Thấy ba má nó trồm lên thì mình nhá ba má nó. Cuối cùng ba má nó phải chạy lên nói thiệt: ủa Pháp Hòa tưởng anh, dạ con ăn ké thằng này. Rồi thế là mình phải cầm thằng nhỏ lên nhá nhá nó. Thưa đại chúng, cái nhá kéo này, nếu mà quý vị: ôi tại tôi thấy người ta làm, tôi theo phong trào, tôi làm theo cho vui, thì cũng là làm. Nhưng mà nếu hồi nãy cái tâm mình thành kính thì cái đó nó tự nó tác dụng. Xi măng á, cán ra miếng vuông vuông để dưới đất kêu tấm đan, đổ vô cái khung có ông ngồi về kêu ông Phật, cũng là bịch xi măng nãy đó. Mà hãy đục đẽo ra cái dáng thì gọi Phật. Ở cái hình thức nào đó mình kêu tấm trải đường. Nhưng mà nếu mình tâm thanh, nó là Phật. Quý vị lại tưởng, quý vị gặp tượng là quý vị lại muốn chết luôn. Mà nhiều khi người sống, người thương của mình kế là kệ forgot đi. Nhưng mà mình cứ lo một cái tượng. Nhưng mà tượng lính, không phải tượng ban phước cho mình, nhưng mà tâm mình thành vô đó. Cho nên sự linh diệu có. Thầy Pháp Hòa mới nhắc đứa nhỏ, thầy Hòa kể, người mẹ mới kể là đứa con này khi đi ultrasound, bác sĩ xác định nó bệnh central. Con về con tụng kinh Địa Tạng, trì chú Đại Bi, mấy tháng sau đi thử lại, bác sĩ nói nó bình thường, không bệnh gì hết. Pháp Hòa không có quảng cáo kinh Địa Tạng, không phải quảng cáo sự linh diệu, nhưng ở đây Pháp Hòa muốn nói tâm thành tất ứng. Thấy không? Người mẹ đau khổ vì đứa con bệnh,
giờ nghe lời phương tiện. Thay vì người mẹ cứ nghĩ bệnh về đứa con, nó ảnh hưởng tới cái bào thai, bây giờ đừng nghĩ tới nó nữa, đừng nghĩ tới nó, đừng nghe tiếng nó nữa. Thì á, người mẹ thay vì suy nghĩ ảnh hưởng đứa con, bây giờ không suy nghĩ nữa, đem tâm vô tụng kinh. Và cái tâm đó là cái tâm gì? Tâm positive. Cái tâm positive, cái tâm mà năng lực của sự tích cực, không nghĩ tới tiêu cực, không nghĩ khổ đau. Mà hãy người mẹ nó ảnh hưởng đứa con, đứa con nó ở trong cái bụng của mẹ, kêu là tử cung. Tử cung là gì? Là cái cung điện của đứa con mình. Thì khi mà đứa con, người mẹ mà đau khổ thì đứa con nó ảnh hưởng. Quý vị để ý, người mẹ khi có thai mà buồn, buồn chồng mà khóc hoài, sanh đứa con ra, nó có phần đau khổ. Mắt nó buồn buồn, nó cười không được. Nó ảnh hưởng lắm, mà người mẹ không dám ăn, không, đúng là làm tất cả mọi điều nghĩ tới đứa con. Thì thay vì bây giờ nghĩ, nghĩ negative, tiêu cực, thì nghĩ positive, tụng kinh. Thì khi mình tụng kinh thì mình đem hết cái tâm, cái năng lực mình chuyển, thì biết đâu chừng nó có sự chuyển hóa trong đó. Vừa có sự màu nhiệm mà vừa có sự kết hợp khoa học. Bệnh của mình đó, nhiều khi bệnh một chút, nhưng mà cái khổ đau của mình nó làm cho mình bệnh nhiều hơn. Tại bệnh đó, là nó có thân bệnh và nó có tâm bệnh. Bác sĩ nói mình có triệu chứng thôi chứ chưa nói xác định, là bắt đầu mình về mình lo, mình rầu. Thì mình làm, mình tăng trưởng cái lo rầu, cái độc tố đó, nó đi vào trong cái chỗ độc đó nhiều hơn. Cho nên nó có ảnh hưởng thân tâm. Cho nên khi mình ngồi thiền á, mình ngồi thiền, mình tụng kinh vậy là cái giây phút mình quên tất cả mọi phiền não, để mình đưa tâm mình vô cái chỗ an trú đó. Mình đưa tâm mình vô an trú đó là mình 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ nó rời khỏi cái đó. Cho nên ví dụ mình tụng nguyên bộ Pháp Hoa là 12 tiếng. Tại vì mình phát nguyện tụng trọn bộ Pháp Hoa. Mà cuốn Pháp Hoa nó có thể tụng 12 giờ mới xong. Thì 12 tiếng đồng hồ vì mình phát nguyện tụng. Cho nên mình 12 tiếng rời tất cả những suy nghĩ tiêu cực, để đưa tâm mình vô chỗ tích cực 12 tiếng. Mình lại ngũ bách danh Quan Âm, là 500 danh hiệu Quan Âm. Mình lại được cái tâm mình giao vô đó, quên hết những cái phiền não kia. Cho nên là phương tiện, nhưng mà trong phương tiện nó có work. Cho nên là nghiệp gì? Nghiệp này là nghiệp thiếu sự trí tuệ. Nói rõ là theo Phật là trong tam độc, cái này gọi là gì? Si. Si mê. Thưa đại chúng, chữ si mê là gì? Chỉ là mình không rõ được lẽ thật thì gọi là si mê, chứ không có gì cả. Không có cái ý chửi rủa gì mình đâu. Nhưng mà ở hoàn cảnh nào, nó rơi vào cái trường hợp nào. Cho nên đó, các vị hay thờ thần tài đó, thờ thổ địa đó, nếu mà mình lấy theo Phật giáo là không có thần tài thổ địa. Nhưng bây giờ nếu quý vị nào lỡ thờ thần tài thổ địa thì Phật giáo sẽ đem ánh sáng của Phật giáo soi vào cái ý nghĩa của thờ thần tài thổ địa. Thần tài là gì? Là ông thần giữ tiền. Thổ địa là gì? Là ông chủ đất. Ở đây mình có là thổ địa của nhà mình chưa? Chủ đất cái nhà mình đó. Nhưng mà mình không biết giữ tiền thì đất cũng bán luôn, nhà cũng on sale luôn. Cho nên cuối cùng chẳng làm được thần tài mà cũng chẳng làm được thổ địa. Thổ địa là cái tâm cương quyết của mình gìn giữ mọi thứ. Tại vì kim, thổ sanh kim, ở trong đất nó sanh ra vàng. Vậy thì đất là đất tâm. Nếu đất tâm mà được vững thì vàng của nó có. Cho nên thờ thì cứ thờ, mà nghĩa thì phải hiểu. Thì thờ mà không có trách ổng, tôi thờ hoài cúng quá mà ổng phù hộ nghe. Thờ ông thần tài là thờ cái tinh thần giữ tiền của mình, giữ của mình. Thổ địa là mình làm sao giữ nhà cửa mình cho yên ổn nè. Giữ nhà cửa cho yên ổn là thổ địa. Cho nên cái nghiệp là nghiệp si mê.
Vì muốn giữ lời hứa với má con trước khi bà qua đời nên con không thể bỏ đứa cháu này được. Nghĩa là đứa cháu đen đỏ này đó. Chữ bỏ đây không có nghĩa là mình ruồng bỏ gì nó, nhưng mà có đôi lúc phải để cho nó tự tỉnh giác. Mình quên nó tạm thời để cho nó tỉnh, chứ không phải là mình quên nó để nó nhớ nó phải làm gì. Chứ không phải là mình là người sống vô tâm vô cảm mà mình không ngó ngàng gì tới nó.